Còn cái gì nữa không? Con trai thì tất nhiên phải thích con gái là có dáng người. Dáng người sao? Dáng người chuẩn chị. Chuẩn hơn chị đó. Chuẩn hơn chị tức là chị Tường chưa chuẩn đâu. Dạ đúng rồi. Đúng rồi thấy chưa? Bà Hòa giờ đó. Tới kìa. Kim chuẩn hơn tôi hả? Dạ vâng. Cao nhiêu? Dạ 1m7 ạ. Thì anh Giang này đâu mà 1m7 mà đùm tè đứng lên coi. 1m7. Xích lại đây. Cao hơn tôi nhiêu? Tôi xíu là 1m7 ai đo? Dạ máy đo. Máy đo. Máy nào? Tự tin của anh lo hỏi đây. Dạ, đừng có lo. Mày đạt ảnh đẹp lắm nha. Dạ đẹp, ảnh đẹp nhưng mà dễ thương nhỉ. Ừ. Ai nói dễ thương? Anh đừng lên nói. Trời ơi, tin nữa cái tóc ai design cái kiểu tóc gì kỳ cục vậy. Rút lên. Để nó rút lên cho nó hói. Kỳ cục kìa. Cái này. Hói là mình chịu hói tự nhiên chạy xuống mấy cộng. Gì đâu sợ. Hói bên đi, nghi qua bên đi. Dạ vâng, được rồi. Hỏi mọi người có phải vậy đẹp hơn không? Ác gì tôi là tôi nâng đỡ mấy người không, cái tôi dìm hàng nào mà nó ác. Có chuẩn bị gì để đám cưới chưa? Nếu mà sắp xếp thì rất là nhanh vậy. Sắp xếp gì mà rất nhanh? Chi phí chi tiêu của tiệc đám cưới. Có sẵn mà sắp xếp nhanh vậy? Dạ của em chị. À có nghĩa là có sẵn đăng cấp phải không? Sắp xếp tính ra phải không? Dạ vâng. Hồi đó đầu trốn đâu chỉ thôi. Dạ ở những ngày em á. Dạ. Lúc rảnh rỗi thích làm gì? Thích đóng cửa trong phòng đọc truyện. Truyện gì? Truyện tiên hiệp ạ. Tiên hiệp là chuyện gì? Thể loại tiên hiệp á. Hay là huyền huyễn? Huyền huyễn à? Dạ vâng. Tôi mới nghe luôn á. Không quan tâm tới truyện đó. Nghe chưa? Hả? Chưa. Hơi lạ ha, hàng kia người cũng lạ. Xuống chưa, xuống tới chưa? Dạ. Xuống tới chưa? Xuống rồi. À xuống chưa? Tới chưa? Chưa. Chưa tới nữa hả? Dạ. Hàng kia thấy lơ lửng ở đâu á trời ơi trời. Nãy giờ nói chuyện mà chưa có xuống tới nữa. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Dạ. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Rồi, xin mời bạn nữ chia sẻ về tên tuổi, nghề nghiệp của mình hiện nay ở đâu. Dạ, em tên là Nguyễn Phương Dung ạ. Năm nay em 27 tuổi. Em làm nhân viên kế toán ở Bình Thạnh ạ. Em người Nghệ An ạ. Dạ, em vào đây lâu chưa? Dạ, em vào được gần 5 năm rồi chị. Rồi, bạn nam xin mời bạn giới thiệu. Em tên Tấn Đạt ạ. Năm nay em 28 tuổi. Gốc của em là Quảng Ngãi. Thì em chuyển vô thành phố sống là cũng mười mấy năm rồi. Cũng khu vực miền Trung ha. Dạ. Giới thiệu một chút xíu về năng lực của mình, điểm mạnh và điểm yếu của bạn. Về ưu điểm của em thì mạnh mẽ, tự tin trong giao tiếp. Cũng chính vì mạnh mẽ quá cho nên rất là khó kiếm người yêu ạ. Và con trai thì cần sự dịu dàng. Chị thấy em rất dịu dàng mà. Dạ, lên trên này vậy chị ơi, ngoài không có dịu dàng đâu. Dạ. Còn điểm yếu của em là gì? Chắc là lẽ là dễ tin người. Đó giờ có bị ai lừa chưa? Dạ rồi chị, em bị lừa mấy vụ về tiền đấy chị. Ồ vậy hả? Dạ. Sao rồi, kể vụ nào lừa lớn thì sao mà người ta nói sao người ta dụ được em? Tết năm trước ấy, em về ấy, thế là bạn bảo là cho anh mượn cái xe. Em cũng thật lắm, em đưa cả vẹt xe với là bảo hiểm. Em bảo cho thôi cầm đi cho chắc, lượng mấy công an tít vào. Đúng rồi. Hết xong đến lúc người ta cầm xe em luôn chị. Xong lúc em cho bán mượn tiền, bây giờ bán xu luôn. Rồi thôi nha, em mất đừng để bị lừa nữa nha. Dạ. Nói đồng tiền là khúc ruột. Muốn nói gì cũng nói cũng được, muốn làm gì cũng được, mà được tiền là không bao giờ tuyệt đối đưa ra. Nhớ nha, bài học xương máu đó chị cũng bị hoài á. Bắt tay đây. Tin thì dạ. Thoải mái hả? Tin thì tùy theo cảm xúc, còn tiền là tuyệt đối là không bao giờ được rí ra như một đồng. Rồi, nhớ nha. Bên bạn gái đó chia sẻ về bạn trai. Mình có có ý định gì mượn tiền bên này không? Cũng có chị. Hả? Bậy. Có đi ta còn nợ tình chứ. Dạ. Mình đã trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua 3 mối tình ạ. Và lúc em còn đang học đại học. Bao nhiêu năm? Dạ 7 năm ạ. Tại sao chia tay? Dạ cuối cùng là tính tình không hợp ạ. Quen ta đã rồi nó tính tình không hợp. Dạ đó là bên gái nói mà em đâu nói đâu. Bạn gái nói hả? Dạ vâng. Mình phải rút ra kinh nghiệm sau 3 mối tình đó. Dạ đầu tiên có lẽ là tính cách là khó tính. Dạ, em thấy dễ thương vậy ha, thấy hiền làm gì mà khó tính hả? Không phải khó tính gì nhưng mà nhiều khi nó nóng tính á, nhiều lúc không quan tâm đến người ta. Không quan tâm đến người ta cái này là nặng nữa. Mình quen người ta mình phải dễ tính chút xíu, mình phải quan tâm người ta nhiều chút xíu mới là tình yêu chứ. Đúng dạ, không? Cái này là rút kinh nghiệm nha. Dạ. Mối tình tiếp theo là không được vậy ha. Dạ vâng. Bạn gái thì sao? Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em trải qua 2 mối tình rồi ạ. Chia tay bao lâu? Em chưa tới được 4 năm rồi chị. Tại sao 4 năm này không quen được ai? Dạ chị ơi, cũng có quen nhưng mà toàn là những người có gia đình rồi chị. Toàn ấy xảo chị. Lúc đầu gặp thì bảo là anh chưa có gia đình. Đến khi một thời gian sau mới lòi ra. Mới lòi ra là anh có gia đình rồi nhưng mà anh với vợ anh không được hạnh phúc. Sắp ly dị. Mấy em quen lắm em ơi. Em nghe hoài à, xong em bảo chứ. Thôi, em không thích làm người thứ ba. Còn quen mấy bạn con trai mới lớn thì bảo là anh chưa có người yêu. Đến khi tìm hiểu ra bảo anh có người yêu rồi nhưng mà anh với người yêu đang trục trặc. Thôi em chán quá, 4 năm qua em cứ vậy. Trời ơi, ghê không? Con trai bây giờ ghê lắm chị. Bởi vậy đừng nghe lời anh Linh luôn. Tiền không đưa mà tình cũng không được đưa. Đúng. Giờ bạn ghê muốn quá. Tìm ghê. Muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Ngoại hình thì cao khoảng 1m70, cao hơn em. Mặt chữ điền. Bên đó mặt chữ gì?
mặt chữ U. Mình muốn tìm người phụ nữ thế nào hả em? Sở thích của em á là về một người phụ nữ á là chín chắn. Sao gọi là sở thích trời? Hiền. Chị Cát Tường là tính tình hiền lành chút, rồi nói chung là biết xử sự trong gia đình với người lớn. Cái này anh nghĩ cũng dễ, không có khó đâu. Dạ. Còn cái gì nữa không? Con trai thì tất nhiên phải thích con gái là có dáng người. Dáng người sao? Dáng người chuẩn chị. Chuẩn hơn chị đó. Chuẩn hơn chị tức là chị Tường chưa chuẩn đâu. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, thấy chưa? Bà Hòa giờ đó. Kìa tới kìa. Kiếm chuẩn hơn tôi hả? Dạ vâng. Cao nhiêu? Dạ 1m7 ạ. Này ăn gian nè, đâu mà 1m7 mà lùng tè, đứng lên coi. 1m7. Xích lại đây. Cao hơn tôi nhiêu? Một xíu rồi, 1m7 ai đo? Dạ máy đo. 1m7. Máy đo. Máy nào? Tự tin của anh lo, ngồi xuống đây. Dạ vâng. Đừng có lo. Mày đạp làm như đẹp lắm vậy. Dạ không đẹp. Không đẹp nhưng mà dễ thương vậy. Ừ. Ai nói dễ thương? Anh Quyền Linh nói. Trời ơi, tin nữa, cái tóc ai design cái kiểu tóc gì kỳ cục vậy? Vuốt lên. Để nó vuốt lên cho nó hói. Kỳ cục vậy. Cái này hói là... thì mình chịu hói, tự nhiên chạy xuống mấy cộng. Gì đâu sợ. Hớt lên đi, nghiêng qua một bên đi. Dạ vâng, được chứ. Hỏi mọi người có phải vậy đẹp hơn không? Ác gì tôi là tôi nâng đỡ mấy người không, cái tôi dìm hàng nào mà nói ác. Có chuẩn bị gì để đám cưới chưa? Nếu mà sắp xếp thì rất là nhanh vậy. Sắp xếp gì mà rất nhanh? Chi phí chi tiêu của tiệc đám cưới. Có sẵn mà mình sắp xếp nhanh vậy? Dạ của em chị. À có nghĩa là có sẵn đang cất phải không? Sắp dạ. Xếp lấy nó ra phải không? Dạ vâng. Ở đó em đào cho uống đâu chị cho. Dạ ở dưới nhà em á. Dạ. Lúc rảnh rỗi em thích làm gì? Thích đóng cửa trong phòng đọc truyện. Chuyện gì? Chuyện tiên hiệp ạ. Tiên hiệp là chuyện gì? Thể loại tiên hiệp á. Hay là huyền huyễn á. Huyền huyễn á. Dạ vâng. Rồi tôi mới nghe luôn á. Mà không quan tâm tới chuyện. Anh đâu có nghe chưa? Hả? Chưa. Hơi lạ ha, hàng chi người cũng lạ. Xuống chưa, xuống chưa, xuống tới chưa? Dạ. Xuống tới chưa? Xuống đâu ạ? Mà xuống chưa? Tới chưa? Chưa. Chưa tới nữa hả? Dạ vâng. Hàng chi thấy lơ lửng ở đâu á trời ơi là trời. Nãy giờ nói chuyện mà chưa xuống tới nữa. Ép là trai quá. Ờ, quá gây khó khăn đẹp cho trai. Đẹp trai quá, choáng ngợp luôn. Đáng lẽ dễ thương vậy chị với em chứ. Mái tóc rất là đặc biệt. Chê đàn trai hay để anh nè, anh qua anh chê đàn gái coi. Chê, có gì đâu chê. Trời. Welcome. Trời ơi. Chê đi. Sao mà con gái với ai mà nhìn mà anh đẹp dữ. Nhờ anh bên đây chị tưởng chê thôi chứ dễ thương lắm, hiền đó. Qua chỉ dập hồi ngồi rung bệnh á. Dạ. Em không thích gì ở người đàn ông? Em không thích, đó là gia trưởng, tính hay cam ram. Anh này không có gia trưởng đâu, cam ram chắc khó đó. Và phải biết chăm sóc bản thân mình. Sạch sẽ không? Cũng đỡ đỡ chút, được được. Thơm lắm anh. Để ý cái bàn chân của người ta ấy. Bàn chân sao? Con trai anh, người ta nghĩ đi dây ấy, người ta không để ý bàn chân ấy. Nên bàn chân người ta rất là dơ. Nên là em nhìn xem là nếu bàn chân người ta sạch ấy thì người ta sẽ sạch. Mà em thấy là cái bàn chân dơ quá à. Là em... dơ. Mở cái bàn chân ra. Nãy sao nói sớm. Mở cái bàn dài ra. Mở luôn, dơ luôn coi. Cái bàn chân, cái móng chân nó có đen đen thì được, mà móng chân đen là chết rồi. Rồi đất không là chết rồi. Rồi. Cái chân ta đàn ông ta nó chai sạch. Anh Linh cởi coi. Hả? Anh Linh cởi coi. Đúng rồi. Cởi coi. Phải không quý vị? Cởi chi? Coi lễ cho một coi ông Mai thôi chứ cởi. Khó quá, để con hỏi coi còn gì nữa. Nói chung là chân cũng được, không đến nổi đâu. Không, cởi ra mà không có nghe bốc mùi. Ừ, được, nói chung là được. Quan trọng đi tìm mình yêu là tìm cái bằng chân trước phải không? Dạ. Rồi còn cái gì nữa? Em không thích con trai lăng hô anh. Rồi con trai mang keo kiệt của anh. Keo? Em không có keo không? Dạ không. Không. Dạ. Hết rồi đúng không? Dạ. Ừ, vậy được rồi. Rồi. Ví dụ bằng chân bỏ qua đi ha. Giờ gặp người thân nè, có đi với ai không? Dạ em đi với mẹ em ạ. Đó. Chào cô. Chào Quyền Linh và con gái cô lợi hại quá cô. Đó giờ có dắt anh nào về nhà ra mắt mẹ chưa? Chưa. Giờ dắt anh này về được không? Được. Dạ cô thấy ảnh bụng sao cô? Cô nói thiệt bụng đi cô thấy ảnh lên đó sao cô? Cô thấy là cùng phù hợp với con gái cô. Ủa cái mái tóc vậy cô chịu luôn rồi đó hả cô? Chịu luôn. Cô cái bản tính con người, bản chất con người thôi, nhưng mái tóc cũng đã thành vấn đề. Chân sao cái chân? Má có coi chân rồi. Chân được. Chân được. Rồi, mình có đi với ai không? Dạ, hôm nay em đi với em gái và một đứa em họ. Em gái? Em dạ gái ruột hả? Em gái ruột ạ. Em gái ruột dễ thương. Rồi, anh trai ruột cũng dễ thương. Rồi chào em đi, nói chuyện với em gái đi cơm. Xoay ghế ra. Chào em. Dạ em chào chị.
Em thấy chị gái này sao? Chị dễ thương, giống chị hai mình. Anh có tật xấu gì nữa không em? À, dạ không, anh của em thì tốt lắm. Em có yêu cầu gì chị dâu tương lai không? Dạ không, cái đó anh em yêu cầu chứ em đâu có quyền đâu. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ mình kéo màn lên ha, cho hai bên gặp mặt nha. Cặp này vui nè. Chị dễ thương lắm á, chuẩn bị nha. Kéo màn lên. Bên kia cởi dài ra sẵn đi. Bắt đầu. Dán cái máy lên, dán cái mái tóc lên. Dán qua. Có một quà nè các bạn. Bây giờ chị hỏi em nè, em dòm nè, đó giờ là đó, đứng đi. Bây giờ là tôi dán qua cho đẹp nè, dán qua nè, đẹp không nè. Hồi nãy tôi mở màn qua là vậy nè, đó coi cái nào đẹp đó, em dòm đi. Hết lên gì à. Hết qua đúng rồi. Dạ rồi. Rồi bây giờ mình vô chuyện tình cảm nha. Dạ vâng. Bắt đầu. Nếu mà được á thì bạn định khi nào kết hôn? À, theo mình nghĩ ấy, hai người đã có tình cảm thật ấy, thì cái chuyện thời gian ngắn hay dài nó cũng không quan trọng. Quan trọng là trong quá trình tìm hiểu thì hai người phải thể hiện cái nhược điểm của mình. Nếu như chấp nhận được cái nhược điểm của mình, của nhau ấy, thì tiến đến hôn nhân nó dễ. Thực sự ra thì tính mình rất là nóng và rất là ngang. Những cái mà bạn không thích ấy, thì thực ra là những điều đó của mình. Nói chung là mình rất là ương ngạnh. Nên là... Mình xưng là anh em cho nó ngọt. Ai lớn tuổi hơn ai? Đây lớn tuổi hơn. Lớn không? Sao không được, bởi vì tính ấy không có gì tự tin, tóc cũng không tự tin, bây giờ xưng hô cũng không tự tin nữa. Như em đi, em anh. Anh đi. Em coi. À, nói chung là anh thì cũng khó tính. Ừ. Nhưng mà khó tính nhưng mà kiềm chế được. À. Nó nổi nóng gì đó hay là hay đang buồn giận gì đó là chỉ hát lên, hát to lên vậy đó. Cho nó hết tức rồi dễ, xong. Dễ tính. Nhưng mà thử la cỡ nào? Thí dụ thì nóng tính qua la cỡ nào? À! Dạ. Sợ chưa? Bình thường anh. Đó chưa, chứ có gì mà. Em tức là em có ném đồ luôn anh. Làm cái đó mình like được chứ ném đồ phí lắm. Ừ. Nếu mà là... Thôi cảm nhận về nhau đi. Anh cảm nhận gì về em? À, nói chung từ dáng người đến khuôn mặt thì nói chung là chuẩn. Còn bạn nghĩ về mình? Thấy bạn cũng hiền. Mặt hiền, mặt dụ á. Đừng mượn tiền nha. Dạ có gì. Quen sao không mượn chứ. Bắt tay gì tường rồi, không có cho mượn nữa. Giờ mình mượn lại. Cái đó được. À. Nếu mà trường hợp bạn bấm nút. À, ok. Đầu có chí hả? Không biết nói gì nữa. Giải hoài à. Rồi, hết thời gian. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. Cái nút chỗ nào? Kiếm đi. À đây. 1 2 3 Rồi, chúc mừng các bạn. Cái thai này rất là hơi nhút nhát hơn bạn chút xíu đấy. Dễ thương ha. Tính cũng thật thà lắm. Dạ. Bên kia thì cao, đẹp gái. Hai người sẽ có thời gian để đi xem phim tìm hiểu nhau kỹ hơn. Dạ. Ha, hy vọng các bạn sẽ có một cái tin gì vui vui báo với tôi. Dạ ba. Để tặng hai bạn nước xịt thêm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh tại các hệ thống áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Dạ rồi, em cảm ơn chương trình. Rồi nắm tay bạn gái đi xem phim đi. Em thì em thích người phụ nữ hiện đại. Bà có thích sống thử không? Chắc không chị. Còn sống thử thì em không chấp nhận được. Có tật xấu gì không? Nãy em nói rồi chị, giờ nói lại nó không trùng. Ủa? Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai ngày hôm nay. Hả Mang. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi. Chúng ta sẽ nghe bạn nữ giới thiệu về bạn ấy. Mời em. Em tên là Giáng Xuân, 33 tuổi. Em là giáo viên mầm non. 33 tuổi? Dạ. Wow, trẻ quá. Em ở đâu? Hiện giờ em đang sống ở Hóc Môn ạ. Rồi mời bạn nam giới thiệu. Em xin tự giới thiệu, em là Trương Hồng Phúc, năm nay 33 tuổi, kỹ sư cơ khí, hiện tại đang làm việc và sống ở nhà bè. Bạn nữ, mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Yêu thì chưa ạ. Chưa yêu một mối tình nào sâu đậm hết hả? Dạ đúng rồi. Lý do tại sao? Có những bạn mà chỉ mới quen em mà đi chơi là có sự đụng chạm này nọ đó. Cái em cảm thấy sợ. Bạn muốn tìm một người chồng tương lai như thế nào? Dạ, cao, lãng mạn tí. Cái chuẩn giống ai? Cao. Như anh Quyền Linh nha. À,
Rồi bây giờ mình muốn người phụ nữ thế nào? Em thì em thích người phụ nữ hiện đại. Bạn có thích sống thử không? Chắc không chị. Ủa hiện đại sao không thích? Hiện đại có thể đi chơi, chứ còn sống thử thì em không chấp nhận được. Tại hai mức độ nó khác nhau. Rồi bây giờ không thích phụ nữ là điều gì? Không sạch sẽ, dữ. Cái này không thích đúng rồi. Mà không có phụ nữ gì đâu. Rồi gì nữa? Làm biến. Phụ nữ làm biến. Dơ. Không sạch sẽ là gì nữa. Hầu như có được. Bạn không rồi, thích cái gì mình đó. Có tật xấu gì không? Chứ em không có biết tâm lý phụ nữ. Cái bạn nữ thích cái gì nói em làm thôi, chứ em không có đoán. Không nói được. Là không làm hả? Không đoán được. Tặng quà gì đó thì họ nói mình đi, chẳng đi mua. Cái lúc mình mua mình áp tặng vào người ta không thích. Em không thích điều gì hả người bạn trai? Dạ nhậu nhẹt không thích, lăng nhăng không thích, hút thuốc không thích. Thưa chị, có hút thuốc không? Dạ không. Nhậu nhẹt không? Nhậu khoảng 3 lon. Lăng nhăng thì giờ chưa có vợ nên không biết. Chung thủy không? Hả? Chắc không. Nguy hiểm quá nha. Muốn lấy vợ dữ lắm chưa? Xòe cái bàn tay làm gì để móng tay vàng hoàng vậy? Thích đàn nên em phải để, nhiều lúc em phải đàn. Đâu đưa tay trái đàn. Lại à, bên đây là không có cục, cứ móng cái để làm chi? Không, muốn tay này để cười cười, bên đây này cười cười. Ôi dễ thương thật lòng mà. Có tật xấu gì không? Thì nãy em nói rồi chị. Vậy là nhiều tật xấu lắm hả? Không, mà nhiều người tiếp xúc em mà họ nói em là người tốt. Hy vọng vậy. Anh qua coi kìa, hợp với bên đây không nha. À, chào cô giáo. Dạ, chào anh. Thương quá. Dạ. Anh bên đây thì nè, thật chất á, anh là con người chân thật. Nghĩ sao làm vậy, nghĩ sao nói vậy. Những con người đó thật tình đấy. Dạ. Anh giống như nít vậy đó. Em có thích lãng mạn không? Dạ có chứ. Có hả? Để thử hỏi anh này có lãng mạn không nha. Không, thấy cái bộ hông rồi đó. Anh có thể lãng mạn với bạn gái được không? Dạ được. Ví dụ cụ thể, một lúc cô ta buồn anh làm gì? Kể chuyện vui anh. Kể chuyện vui mà lãng mạn hả? Buồn mình xử lý cho họ vui trước rồi mình mới lãng mạn sao? Bây giờ kể một câu chuyện thật là lãng mạn. Cái ngày gọi là sinh nhật của cô ấy, anh sẽ làm gì? À, gửi qua đường bưu điện. Ở chung nhà mà gửi qua đường bưu điện hả? Nhiều lúc giống như một cái người đang ở trong công ty mà có một cái người tới tặng hoa, mọi người thấy họ sẽ thích hơn. Còn mình tặng ở nhà thì có hai vợ chồng cũng không có ý nghĩa gì nhiều lắm. Rồi còn gì nữa, lãng mạn gì nữa? Thì sau đó có thể đi ăn tối, đi công viên gì đó xong rồi vậy. Công viên làm gì? Công viên thì ngồi hóng gió rồi nói chuyện. Cái mũi cắn nè. Đâu có lãng mạn, công viên phải làm gì lãng mạn chứ. Nói chuyện nó nói ra không được. Bây giờ là dẫn người yêu ra công viên, mình phải tổ chức cái gì lãng mạn. Thí dụ anh cắm đèn cầy xung quanh cái chỗ ngồi gì ha. Hay anh trải hoa chỗ ngồi gì đó. Hay là cái gì đó. Đó là như trong phim có chứ ngoài ít lắm. Cái này làm nữa. Nói thiệt luôn á. Chứ ngoài làm sao? Ngoài mình làm ở nhà mình thôi, ra công viên nó gió rồi châm mày lên xong nó tắt, châm tắt vô đông. Vậy ở nhà làm sao cho lãng mạn? Có thể làm nến với anh đó. Rồi thì mình tự tay mình nấu cái món gì đó vợ thích đó. Thì vậy thôi. Thôi nghĩ cái đêm tân hôn làm sao lãng mạn. Anh hỏi sâu quá rồi, không được. Bây giờ tôi hỏi nè, bạn trai có cái tài gì để mà tỏ tình bạn gái ngày hôm nay không? Bạn gái rất thích lãng mạn. Chắc tỏ tình bằng thơ bao gì cũng được. Rồi thơ đâu, tỏ tình thơ sao? Ngầu nó gặp đi rồi có cảm xúc tỏ tình được. Giờ này ngồi tình kỹ. Đây vô tình giống mấy tỏ tình mấy người này sao? Biết đàn không? Dạ biết mà em hát nhạc chế không chị ơi. Lấy cái đàn cho đàn nha. Hát nhạc chế gì đó hát đi nè. Bị thì không có thuộc bài. Trời ơi, không dạo rồi. Thì giờ bắt đầu được gì thì đàn đi. Thôi đàn tôi đàn à. Tôi đưa không? Em qua sông. Rồi tôi đưa em lên bờ. Đấy, ví dụ vậy. Bây giờ bạn gái hát tặng bạn trai bạn. Cho một tràng pháo tay cho cô giáo đi các bạn. Rồi, thấy chưa? Bạn hát liền rồi. Em và tôi xa nhau thấy nhớ, gần nhau giận hờn. Em và tôi mỗi người một nửa cuộc đời. Thấy chưa? Bây giờ cô giáo, cô có đi với người thân không? Dạ, em đi với mẹ với em trai. Dạ, chào cô. Chào chú Nguyên Linh, chào cô các tên. Anh này cũng hơi thật thà nhưng mà có điều phải mạnh lên. Đúng rồi. Muốn lấy vợ thì phải mạnh lên chứ. Bây giờ mình không biết hát thì mình cứ hát lại một câu nào cũng được.
để cho thể hiện cái lòng của mình là muốn phải mạnh lên. Đúng rồi. Được chưa? Mất điểm rồi, mất điểm rồi. Thì con thì nhưng con hứa với bác, ví dụ như mà con với gái bác mà thành vợ thành chồng á, con không biết cuộc sống sau này nó có giàu hay nghèo hay không, nhưng mà con hứa sẽ không để cho cô ấy khổ vì con. Cũng tạm chấp nhận. Mà mình có đi với ai không? Dạ em có đi với em trai tên Duy. Rồi. Em chào anh Quyền Linh. Chào Duy, tình hình anh mình sao em? Các tiếp xúc với đông người anh hơi bất tình tí chứ bình thường ok anh. Thấy chị dâu tương lai sao? Dạ em thấy chị xinh đẹp dễ thương. Nói với ảnh mạnh mẽ dạ. Lên sao chứ vậy là thấy thua rồi đó. Rồi cố lên. Rồi bây rồi. Giờ kéo màn lên cho hai người gặp mặt. Bắt đầu. Chào anh. Anh có món quà anh. Em cảm ơn. Tướng tá mặt mày phong độ lắm chứ bộ. Anh có hai cái quan điểm anh muốn cần trao đổi với em. Một là trong cuộc sống thì anh cần cái sự đồng cảm, nên anh lúc nào cũng sống thật. Có em ở đây anh cũng như vậy, chỗ khác không có em anh cũng sẽ sống như vậy. Thứ hai là trong tình yêu thì nó có bốn yếu tố. Một là phải sự nghiêm túc, hai là chung thủy, thứ ba là có niềm tin, và thứ tư là có sự chia sẻ. Gặp nhau là một cái duyên rồi, mình hợp nhau khoảng 60% mới là may mắn. Còn phần còn lại thì anh với em sẽ mỗi người sẽ giảm một cái tôi lại, sẽ cùng nhìn một hướng thì cái mối quan hệ nó sẽ xa hơn và nó sẽ có những cái kết quả tốt đẹp hơn. Dạ. Chứ còn ở trên đây có thể là anh bị rung, có thể anh thiện không hết bằng cái khả năng của anh. Làm thơ gì đó nãy hứa gặp nhau cảm xúc làm thơ. Có lãng mạn xíu coi. Ừ. Hẹn hò rồi sao? Đúng rồi. Thì em có một bài thơ nó cũng theo em là nó cũng hơi vô duyên. Thì mọi người có thích thì vỗ tay ủng hộ lên này. Chẳng lẽ anh nói yêu em sao nghe kỳ cục quá, không nói biết đâu rồi hối hận, nên anh nói bằng cả tấm lòng trân trọng, anh yêu em. Vậy mà nói thơ vô duyên gì? Mình làm cho nó bùng nổ lên, cho quan tâm. Trời ơi. Thôi bây giờ tính chuyện đám cưới đi. Thì nhà anh có ba người con trai, chưa ai lấy vợ hết, nên càng sớm càng tốt. Nếu mà anh định kết hôn là sống ở đâu? Anh sẽ gặp nghiệp ở Sài Gòn. Lương anh cũng đủ cho hai người sống. Còn sao ai lo? Anh hỏi khó anh lên đây. Sao quá. Khó phải hỏi sự thật chứ sao khó. Hỏi chứ bây giờ hai vợ chồng lấy nhau, em mẹ anh lo, rồi con ai không ai lo, lẽ tôi lo. Vậy mà khó gì, tôi làm mai tôi phải hỏi vụ đó chứ. Anh cũng có phần ở dưới quê á, có thể bán ở lên đây mua nhà đây được. Nên là nãy giờ anh không nói sâu chuyện này, anh Linh hỏi hoài. Rồi thôi bây giờ hai người nói một cái câu cảm xúc ngày đầu tiên gặp nhau. Anh ban đầu gặp em thì chưa có tiếp xúc được nhiều, nhưng mà anh thấy tính tình em mà anh cũng thích, thì anh hy vọng chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội. Em thì cũng hiền ít nói thôi, nhưng mà nếu mà quen lâu thì hả, mọi người sẽ thấy em rất là cởi mở, vui vẻ. Dạ. Rồi trước khi hai người tiến hành bấm nút thì tôi cũng chia sẻ với anh đàn ông với nhau, mình phải nên cởi mở chút xíu nữa. Biết rằng mấy những người kỹ sư á, họ hay khô khan lắm, thành ra mình thay đổi nó mềm chút xíu nữa đi ha, đồng chí kỹ sư. Dạ. Cảm ơn. Rồi trước hàng triệu khán giả, trước gia đình hai bên, chúng ta quyết định bấm nút là tiến tới, chứ không phải bấm nút để rồi nút đó không ai lo nha. Chuẩn bị 1 2 3. Hết thời gian. Cái nút này bấm không được hả? Bấm. Đấy, cô giáo rất là dễ thương. Ta bỏ mất cơ hội này là không còn cơ hội nào nữa đâu. Nhưng mà cho hỏi cô giáo một tí xíu. Ba rồi bạn mới bấm, lý do? Thấy anh cũng thiệt thà mà cũng hiền nữa. Nhưng mà lúc đầu tại sao không bấm lúc sớm? Em bấm mà sao nhóm ngoài nó không được. Mình nắm tay nhau một cái đi bạn. Cảm nhận như thế nào anh? Tay cô giáo mềm. Tay cô giáo mềm. Nào, chúng ta có những chiếc vé xem phim để hai bạn có thời gian tìm hiểu nhau kỹ hơn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng
tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh tại các cái hệ thống áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Cảm ơn. Đơn giản, hạnh phúc sẽ đến nếu chúng ta tìm hiểu được nhau và hiểu kỹ về nhau và thông cảm cho nhau. Và bây giờ thì thời lượng của chương trình đã hết. Xin gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau, được phát sóng vào lúc 15:20 chủ nhật và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị cũng có thể theo dõi trên kênh Fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò hoặc là xem lại trên kênh YouTube MCV Media, và đừng quên nhấn subscribe. Và bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.